Tới đây nha, chùa Hưng Nghiêm, lễ Vu Lan. Đang chuẩn bị buổi lễ quý Phật tử đồng hương về chùa Hưng Nghiêm nha. Đây. Đây các cô đẹp đây nè anh chị ơi. Tôi xin trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương có mặt tại trước lễ đài để cung nghênh chư tôn đức. Alo. Xin kính mời tất cả mấy ngàn Phật tử đồng hương còn ở ngoài, xin kính mời quý vị chúng ta cùng tiến vào bên trong những hàng băng ghế đã được sắp đặt trước lễ đài. Xin kính mời quý vị đến đó và an toàn. Xin kính mời tất cả quý Phật tử còn ăn uống ở sau đó, mình có thể là mình cố gắng làm nhanh nhanh. Nếu đã ăn thì ăn nhanh nhanh để rồi tất cả chúng ta cùng có mặt ở trước để tham dự buổi lễ Vu Lan chính thức được cử hành trong giây phút nữa. Xin kính mời tất cả quý Phật tử, quý đồng hương văn tập ra trước lễ đài để chuẩn bị cho lễ cung đón chư tôn đức Quang Lâm trước lễ đài để cử hành đại lễ Vu Lan. Thì anh thở máy sửa đi, sao cứ tự làm cho mặt trời nó thấp xuống chút nữa thì tốt anh. Sửa âm thanh cho nó thiệt ngon đi. Chiều ngày ca sĩ rồi cũng đông, tất cả bà con anh đang không đông cho nên trời nó tốt lắm. Ngay đó đó, bây giờ quay cái đã, chút nữa qua đó. Rồi mời quý vị ở sau mà đang còn ăn uống đó thì quý vị cố gắng mình thanh toán nhanh nhanh chút xíu để mình cùng tiến ra ở trước để mà buổi lễ Vu Lan hôm nay mình không bị trễ nải. Tất cả đại chúng về đây với một tấm lòng hướng về Vu Lan Thắng Hội để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cho những người thân quá vãng của mình được trượng thừa công đức sinh về cảnh Phật an vui, và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền cũng được đưa vào cái đức lành với cái tâm hiếu hành hiếu của những người con mà cha mẹ tăng phước tăng thọ sống đời an vui con cháu. Chính vì vậy mà xin mời tất cả đại chúng hãy quy về ở trước lễ đài và để ngồi trước những hàng băng ghế ở phía trước đã có sẵn để rồi chúng ta cùng cung đón chư tôn đức Quang Lâm lễ đài và bắt đầu cho buổi lễ. Âm thanh đã được chưa? Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam kiêm Viện Trưởng Tu Viện Hương Nghiêm, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, hôm nay Ni chúng Hương Nghiêm chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tạc bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Ân Sư,
Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, hôm nay tu viện Hương Nghiêm chúng con tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Quý ngài đã hoan hỷ thân lâm về tham dự, giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Ni chúng Hương Nghiêm chúng con xin đê đầu cung thỉnh quý ngài quang lâm lễ đài để cử hành nghi lễ chính thức, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ quang lâm. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thích Na Ca Mô Ni Phật. Trên quý ngài đã chấp thuận và hoan hỷ cho rồi, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh cúng dường tam bái. Dứt tâm đảnh lễ đạo tràng Vu Lan thắng hồi, vô lượng chư Phật chư Đại Bồ Tát lực đại tổ sư cùng hiện tiền tình đức tăng già tam ma bái. Xin cử ba hồi chuông trống bát nhã. Ban thỉnh sư đang cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài, chúng tôi kính mời quý vị hoan hỷ đứng lên và chắp tay để cung nghinh chư tôn giáo phẩm. Sơ tất cả.